chào quý khán giả của Trăm Mối Cái Sồn. Ngày hôm nay thì là ngày quay thứ tư rồi và thời tiết cũng đang rất là nóng. Ngoài cái việc là nấu đậu đen xin lòng cho mọi người uống thì Trăm còn đặt đủ về cho mọi người ăn. Hôm bữa trước là 60 hộp và bữa nay là 70 hộp. Cái này là để theo yêu cầu của đoàn phim chứ không phải là Trăm không có đãi gì mà đãi đủ không nha. Tại vì đoàn phim rất là thích ăn đủ này. À, bữa nay Trâm đặt nó những 70 củ luôn đó quý vị. Rồi mình cứ bày ra đây rồi đèn phim xong một cái là đèn phim ra ăn ha. Mình đem cho đạo diễn này nọ trước nha. Từ từ bé, đưa chị có mượn cái muỗng đi. Em cưa mấy cái này ra cho chị trước nè. Đạo diễn là diễn viên ngày hôm nay là tới ngày thứ tư là vẫn khỏe. Còn đạo diễn là bây giờ là Sukana rồi. Đạo diễn nó bệnh rồi mọi người ơi. Chắc hộp báo không ăn được đâu, đồ hủ chắc không ăn được đâu. Bệnh không ăn được. Đạo diễn ơi. Cho lên hình lên mấy đứa ơi. Đạo diễn. Đạo diễn bệnh ăn đủ được không đạo diễn? Trời cũng ráng đi, mệt mỏi quá. Chắc không ăn được phải không anh? Ôi. Đó, đậu hũ này là đậu hũ lạnh nha. Hôm nay là đậu hũ nóng. Rất là hấp dẫn luôn. Trời ơi anh của, anh ăn từ cái phim Muôn Kiểu Làm Dâu anh ăn qua tới Gia Đình Là Số 1 anh ăn tới bánh mì ông Màu. Bánh mì ông Màu có ăn không ta? Có. Rồi anh ăn tới cái phim Vương Miện Xương Động, giờ anh ăn tới cái phim này luôn. Bánh mì ông Màu không có. Mì ông Màu có không ta? Không. Chắc quay ít quá. Ủa gì ở trong hũ rồi. Được ăn em. Ai rảnh thì ăn giùm em đi nha. Mỗi người một hộp nha quý vị. Ngon quá à. Hay nhắn tin cho mình lắm. Em là em tập trung em diễn đi, em đừng có lo ra mà tự nhiên giờ ra. Chị nhức đầu quá Trâm ơi. Chị làm em lo nữa. Em chỉ lo em lo em bán đồ hũ thôi. Chị một ly không đường. Rồi ok. Không đường nhưng mà giờ có lên là cái nhiều gần cho chị. Em cưa mấy này ra giùm chị nè, còn một cái đổ nước để chị làm cho nè. Đưa cho chị một ly. Trong thời gian em ngồi em làm ấy, em tâm sự chia sẻ gì cho có không, nãy giờ em có không có nãy giờ em nói nhiều lắm em nói xấu ai cũng được thôi nó mới nói xấu đạo diễn xong em bưng qua cho chú đạo diễn đi em anh đạo diễn lộn bé chỉ cho nè mai mốt á tắm muỗng á là mình tắm xéo vậy nè không ai tắm thẳng vậy hiểu không tắm xéo xuống vậy nè tắm thẳng như tắm cúng em ừ tắm xéo qua một bên đi. Hiểu không con bé nó còn nhỏ mình phải chỉ cho con bé. Bỏ nhiều nhiều lên cho nó hấp dẫn. Đúng rồi. Chưa gì hết mọi người tới bưng thịt trơn rồi nè. Em bày ra giùm chị coi bé. Đây chị múc nè. Bày nhiều nhiều ra để quay nè em ơi. Đồ hũ ngon lắm á mọi người. Như là đàn này cứ thích ăn đồ hũ chứ không phải là chăm đãi một món không nha. Chị Thanh ơi, đúng không đúng không anh? Đúng rồi kiếm sọc rác. Giờ mình sẽ coi thấy ai cẩn thì mình kêu mọi người ra ăn nha. Ăn xong rồi đừng có từ từ em từ từ đi để bày ra hết đã để bày ra hết đã. Rồi mọi người ơi nếu đang cẩn thì tập chơi phụ em bưng khơi ra khơi ra. Bỏ vô giùm em nha mọi người ơi. Đừng bỏ vô Nghe ơi quay rồi đừng đặt cầm em đi. Em biết rồi.
chú Trung với lại anh Tưởng với lại anh Thuận nè. Nè chú Lạc, anh Nam ăn chưa ra? Rồi, với anh Trung. Chú không quan tâm gì tới mình luôn mọi người. Này cầm quay dựng lên luôn. Ngon quá, mát lòng mát dạ quá. Còn em miếng đường nó có chút ngán đường quá. Đừng đi rồi. Cảm ơn. Nói với chú Bằng miếng đi trong nó miếng rồi á. Anh Tưởng kìa. Có lấy anh Tưởng chưa? Hôm nay là thứ bảy, em muốn đi vào ba. Nhạc anh là em quẩy, em sexy vậy ta. Mới hôm qua em còn trên phường mà hôm nay em ra đường. Ngon ba ăn chú. Ngon ha. Ăn lên nói chung là trời nắng mà ăn rồi mát. Ủa chú không ăn ngon á. Cái này á, nếu ăn cái này đó mình bị nóng á trong người đó. Mình ăn cái này mình đi tắm cái mát. Đưa đi tắm mấy. Rồi. Sao đi tắm. Rồi, con ok chú kìa. Đó. Trời ơi là hết đầu ta đang ăn cái làm cái giả lại. Mình lên ghế mình ngồi bên đây đi, mình bắt từ kỹ lại nè. Anh Tưởng anh từ kỹ mọi người ơi, tội nghiệp con đi. Em đưa ghế cho anh ngồi nha. Anh ăn miếng đậu hũ đi cho mắt làm mắt dạ. Anh nghe nói đậu hũ này hồi nãy em mua ở ngoài đó đúng không? Em làm. Không, em mà biết làm gì đậu hũ mua. Cộng điều lên, cộng điều lên. Còn ai muốn ăn cái mát hơn nữa là bỏ đá, cục đá vô. Không, cái nào có nước dừa ăn vậy nó ngon. Của anh đem khỏe không được. Dạ. Anh ăn nha. Anh có chị cũng ngon đó. Đừng ngon mà. Được ngon. Anh ăn bữa này bữa mấy rồi? Nói bữa đầu tiên rồi. À, đang ăn hai bữa rồi. Đừng ngon lên rồi bước nữa nè. Gần ngon đúng không? Hỏi bà. Lâu lâu em hay đẩy đoàn vậy á. Nè, sẵn có ba luôn rồi, chung với mọi người ở đây đẩy luôn cho mọi người ăn. Mọi người đạo diễn đang có tâm sự, đạo diễn buồn, mặt nhăn quá trời nhăn luôn. Không có thì bây giờ chỉ có diễn viên cho lỏng vui. Em qua chứ ơi. Ăn chưa Hai Đa? Hai Đa nhìn máy quay cho cảm nhận thôi đó. Trong thời tiết nóng nực như vậy thì đây là một chén tàu hũ cực kỳ ngon và hấp dẫn. Cảm ơn bạn. Hồi nãy mới chơi mà. Mới chơi luôn. Ông chơi hả? Mới chơi luôn. Nghỉ đi. Chơi mà nghe nghỉ đi. Có ăn hay dữ luôn á. Ông ăn từ cái phim nào não tới giờ luôn rồi. Quay. Ăn mà không phải trả tiền luôn á. Mẹ ăn không trả mình nè. Ăn luôn. Chị kêu không đồ nào mà vương được hay nào. Đó hả? Quá. Thấy nhiều đó thấy thừa quá. Trời ngọt quá. Máy hay đây chưa có cáp kìa. Đây, mấy rồi. Cái máy màu vị xanh đó. Bông ơi. Bông bao dạ, bao. Máy anh ơi. Mới đưa qua ngủ kìa. Con lá trời rồi. Dưa đó. Tắt cái lại kìa. Bông. Bây giờ là đây xin mời quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ đút cho cameraman một cuốn nha mọi người nha. Để cho cameraman cảm nhận nha. Xin mời cameraman. Từ nghiệp Colomen quay từ nãy giờ chắc là nút nước miếng giữa đây. Được không chị? Ngon không? Ngon. Đây là hôm nay là đổi anh Colomen rồi. À lộn. Đổi anh camera. À, đổi anh camera lộn được anh Colomen. Cameraman. Là bữa nay là thành nữ rồi. Camera girl. Em đút cho chị. Em ăn ơi. Ủa rồi à, chị. Rồi, rồi xin mời quý khán giả ăn luôn nha. Bây giờ đàn phải quay mình cũng im lặng đây. Bye bye. Điện trường em ra.